Trước khi vào với video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là tựa game RuneSeeker đến từ Monster Box. RuneSeeker là tựa game NFT thẻ bài theo lượt. Game là sự kết hợp giữa các game thẻ bài truyền thống và công nghệ blockchain của Avalanche. Hiện tại thì RuneSeeker đã cho ra mắt phiên bản Close Alpha Test. Phiên bản này thì mang đến cho người chơi cơ hội khám phá một số tính năng quan trọng. Đầu tiên là quản lý unit và rune, chế độ chơi PvE, bản đồ đơn và chế độ PvP. Anh em lưu ý là bản Close Alpha Test này thì chỉ bao gồm 10% phiên bản đầy đủ. Dự án thì vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các tính năng hấp dẫn để anh em có thể tham gia. Anh em thì có thể đăng ký trải nghiệm Close Alpha Test ngay hôm nay để có thể giành được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 1.000 đô, cũng như là nhiều phần quà NFT giá trị khác đến từ dự án RuneSeeker. Irene sẽ để đường link đăng ký ở phía bên dưới phần bình luận cũng như là phần mô tả của video để cho anh em có thể đăng ký nhé. Anh em lưu ý là link này sẽ đóng vào ngày 29 tháng 4 và số lượng tham gia thì chỉ giới hạn trong vòng 200 người thôi, cho nên là anh em nhanh tay đăng ký tham gia. Khi đăng ký vào form thì anh em nhớ chọn mục rep là Coin68 để ủng hộ chúng mình nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ RuneSeeker. Hai anh em, mình là Irene đến từ Coin68. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dự án mới đầy tiềm năng trong thị trường và đang được anh em rất quan tâm, đó chính là Zcashing. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 thì Zcashing đã chính thức ra mắt Mainnet và trở thành dự án Layer 2 đầu tiên sử dụng công nghệ ZK EVM trên Mainnet. Với việc này thì nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến dự án và hy vọng là sẽ có cơ hội nhận airdrop tương tự như sau Arbitrum. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về dự án này thông qua video ngày hôm nay nhé. Anh em lưu ý là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ mỗi khi mà chúng mình ra video mới nhé. Đầu tiên thì Zcashing là Layer 2 ở trên Ethereum. Blockchain Layer 2 là thuật ngữ dùng để chỉ các cái giải pháp được phát triển ở trên Blockchain Layer 1 nhằm mở rộng khả năng hoạt động của Blockchain đó mà không làm thay đổi những cái tính năng ưu việt của Layer 1 đó. Mặc dù Layer 2 thì có thể áp dụng ở trên bất kỳ blockchain nào, thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì các giải pháp Layer 2 sẽ tập trung chủ yếu được phát triển ở trên Ethereum vì đó nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng cũng như là số lượng người dùng ở trên Ethereum đang rất là nhiều. Vậy tại sao Layer 2 lại chỉ có thể phát triển ở trên Ethereum mà không phải các blockchain khác như BNB Chain, Solana hay là Avalanche? Lý do là bởi vì giá trị của toàn bộ hệ sinh thái Ethereum lớn hơn rất nhiều so với các hệ sinh thái khác và phí giao dịch ở trên Ethereum thì cũng rất là cao, dẫn đến khả năng mở rộng hệ sinh thái của Ethereum bị chậm lại. Do đó thì các giải pháp mở rộng làm giảm chi phí bằng Layer 2 thì đang được mọi người quan tâm rất là nhiều. Vì vậy cho nên là Zcashing ra đời như là một giải pháp Layer 2 thuộc nhóm ZK Rollup ở trên Ethereum, được phát triển bởi đội ngũ của MetaLab với sự ủng hộ của rất nhiều quỹ đầu tư lớn như là A16Z, OKX, Crypto.com, Bybit v.v. và đã thu về tổng số vốn rất là lớn, đó chính là 458 triệu đô. Ngoài ra thì dự án Zcashing cũng vừa thành công đưa giải pháp ZK EVM tích hợp cùng mạng lưới chính để triển khai Zcashing Era trong tháng 3 năm 2023. Điều này thì cũng đánh dấu sự đột phá khi mà Zcashing dẫn đầu trong cuộc chạy đua hoàn thiện công nghệ ZK EVM. Điểm đặc biệt của Zcashing đó chính là đầu tiên là Zcashing giúp tối ưu cho việc vận hành. Các điểm khác biệt quan trọng nhất của Zcashing là hỗ trợ giao dịch Ethereum với các token ERC20 với phí gas thấp, các giao dịch nhanh chóng với chi phí thấp hơn so với Layer 1 hay là Optimistic Rollup, phí chuyển tiền bằng ví là 0.02 USD, phí chuyển tiền khỏi blockchain là 1.6 USD. Min NFT thì là 0.05 USD. Lưu ý là giá trên thì đã được thống kê một cách tương đối và mức giá này thì sẽ biến động theo nhu cầu của người dùng. Ngoài chi phí thì công nghệ ZK Rollup sẽ giúp Zcashing có những ưu điểm vượt trội hơn so với Optimistic và Arbitrum như sau. Đầu tiên là về thời gian xác thực giao dịch sẽ ngắn hơn. Thứ hai là độ bảo mật cao hơn. Không chỉ vậy thì Zcashing cũng hỗ trợ NFT Layer 2 và mã nguồn hoàn toàn mở để cộng đồng có thể tham gia đóng góp và phát triển dự án. Kế đến là tính năng Account Abstraction. Account Abstraction hay còn gọi là Smart Contract hóa các địa chỉ ví là quá trình triển khai các địa chỉ ví cá nhân thành các hợp đồng thông minh để quản lý việc trả phí và xác thực giao dịch ở trên blockchain. Điều này thì cho phép các địa chỉ ví có thể được linh hoạt thay đổi để phù hợp với mục đích sử dụng. Với tính năng này thì Zcashing sẽ mang lại các sự tiện ích như sau. Đầu tiên là trả bằng bất kỳ token nào. Zcashing thì sẽ cho phép một ví hỗ trợ hoặc tài trợ cho ví khác để chuyển đổi token khác thành lại Ethereum để làm phí giao dịch, không cần seed phrase. Ví của Zcashing thì sẽ trở thành một social recovery wallet. Tiếp theo là có thể ký được nhiều giao dịch cùng một lúc.
Các giao dịch thì có thể được tính theo nhiều lô khác nhau, người dùng thì sẽ không cần phải ký từng giao dịch một. Thứ ba là thanh toán tự động. Đến giờ thì người dùng đã có thể lên lịch tự động chuyển tiền, gia hạn đăng ký, khá là giống với Apple Pay nhưng là phi tập trung. Tiếp theo thì là việc áp dụng công nghệ ZK-EVM. ZK-EVM hay là Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine là một máy chủ cho phép tạo ra bằng chứng dưới dạng Zero Knowledge để xác minh độ chính xác, bao gồm cả tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Nhìn chung thì ZK-EVM là một sản phẩm hỗ trợ thực hiện và mở rộng các cái smart contract được tạo ra bởi công nghệ Zero Knowledge. Với công nghệ ZK-EVM thì các hợp đồng thông minh sẽ được phát triển ở ZK-Sync, có khả năng tương thích cao với Ethereum nhờ vào việc thống nhất các mã code và phương thức lập trình khác nhau. Thông tin về token của ZK-Sync thì mình sẽ để ở trên màn hình của anh em. Hiện tại thì token của ZK-Sync chưa được phát hành, tuy nhiên là MetaMask đã tiết lộ là sẽ phát hành vào năm 2024. Vì vậy cho nên năm 2023 sẽ là một cơ hội để người dùng nhận được airdrop bằng cách trải nghiệm hệ sinh thái của ZK-Sync Era như là Arbitrum. Về lộ trình phát triển trước đó của ZK-Sync thì ZK-Sync đã đi đúng lộ trình vào mainnet ngày 24 tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên là dự án vừa mới chỉ mainnet cho nên vẫn còn khá là ít dự án được hoạt động ở trên ZK-Sync Era. Lộ trình về sau thì vẫn chưa được công bố bởi dự án. Tin Coin68 và Coin68 TV sẽ cập nhật tin tức sớm nhất khi mà có thông tin từ ZK-Sync. Về đội ngũ phát triển dự án thì MetaLabs là đội ngũ phát triển chính của dự án ZK-Sync. MetaLabs là một công ty có trụ sở tại Berlin với đa phần thành viên sống ở châu Âu. Công ty này thì có thế mạnh về giao dịch ẩn danh và chỉ có CEO và đồng sáng lập Alex Gluchowski cùng với vài quản lý cấp cao khác đại diện cho công ty. Tầm nhìn của MetaLabs là tạo ra một nền tảng rollup không có chi phí gas đắt đỏ và giới hạn hiệu suất tương thích với EVM và hỗ trợ ứng dụng tổng quát cho society. Cuối cùng thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một số sản phẩm của MetaLabs nhé. Thứ nhất là ZK-Sync Lite. ZK-Sync Lite là giai đoạn đầu tiên của ZK-Sync. Đây là giai đoạn mà ZK-Sync chưa hỗ trợ các smart contract. Tuy nhiên thì tại giai đoạn này, người dùng có thể gửi, rút, swap một vài token và còn có thể mint NFT. Thứ hai là ZK-Sync Edra. ZK-Sync Edra là bản cập nhật mới của ZK-Sync Lite. Ngoài những tính năng mới như là account abstraction thì ZK-Sync Edra còn hỗ trợ ZK-EVM để các smart contract có thể hoạt động dễ dàng hơn ở trên mạng lưới. Thứ ba là ZK Portal. ZK Portal có thể được xem là một USP, Unique Selling Point của ZK-Sync Era khi tăng cường được TPS, Transaction Per Second hoặc là Transaction Processing System, tạm dịch là khả năng xử lý giao dịch của mạng lưới. Về các backer và investor của dự án, ZK-Sync thì đã thành công khi tổng số vốn gọi được đạt hơn 458 triệu đô trong vòng 5 vòng như sau. Vòng seed là 2 triệu đô, vòng series A là 6 triệu đô, vòng series B là 50 triệu đô, bid down là 200 triệu đô và vòng series C là hơn 200 triệu đô. Ok, để tổng kết lại thì chúng ta có một vài đánh giá như sau. ZK-Sync là một dự án Layer 2 ở trên Ethereum cực kỳ tiềm năng với những công nghệ rất là nổi bật và đang đi đầu trong công nghệ Layer 2 của Ethereum. Tuy nhiên, hệ sinh thái này thì vẫn cực kỳ mới và chưa có đủ các mảnh ghép, cho nên là cơ hội vẫn còn rất nhiều cho người dùng. Trong tương lai thì các dự án tiềm năng có thể là sẽ tham gia nhiều hơn vào hệ sinh thái và dòng tiền thì sẽ đổ về ZK-Sync nhiều hơn nữa. Thông qua video này thì Irene mong là anh em đã nắm được phần nào những thông tin cơ bản về dự án ZK-Sync để có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt của riêng mình. Và anh em lưu ý một lần nữa là Irene xin nhấn mạnh đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trước mọi quyết định đầu tư của bản thân. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!